Chào mừng bạn đến với trường dạy nghề thẩm mỹ Australia College of Beauty and Nail Technology. Chúng tôi hiểu rằng trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, việc học các kỹ năng mới là rất quan trọng và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp các khóa học miễn phí để giúp các thành viên cộng đồng nâng cao kỹ năng và tự tin bước vào nghề. Bắt đầu sự nghiệp mới hay tiến xa hơn trong vai trò của mình, chương trình của chúng tôi cung cấp đào tạo thiết yếu cho sự phát triển của bạn. Từ những kiến thức cơ bản đến các kỹ năng nâng cao, chúng tôi bao quát tất cả. Giáo trình của chúng tôi toàn diện và hấp dẫn, cung cấp các công cụ và tài nguyên để bạn đạt được mục tiêu và phát huy tiềm năng của mình. Tham gia cùng hàng trăm người đã thay đổi cuộc sống của họ thông qua các khóa học của ACBNT. Đây là thời điểm của bạn để tỏa sáng, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trên từng bước đường. Dưới đây là 3 điểm chính về các khóa học miễn phí của chúng tôi. Các khóa học của chúng tôi cung cấp đào tạo toàn diện và thực hành trong các lĩnh vực, kỹ thuật nối mi, kỹ thuật tay chân nước cơ bản và chăm sóc da cơ bản. Điều này đảm bảo bạn sẽ nhận được các kỹ năng thực tế, có thể áp dụng ngay trong ngành công nghiệp làm đẹp. Hướng dẫn và hỗ trợ chuyên gia, học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành, những người tận tâm hướng dẫn bạn qua từng bước của quá trình học tập, cung cấp sự hỗ trợ cá nhân hóa và những hiểu biết quý giá. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Sau khi hoàn thành các khóa học của chúng tôi, bạn sẽ được trang bị kiến thức và sự tự tin để theo đuổi các sự nghiệp đầy triển vọng trong ngành làm đẹp, mở ra cơ hội việc làm mới và phát triển nghề nghiệp. Các khóa học miễn phí được cung cấp bởi ACBNT rất thực tiễn, hỗ trợ tận tâm và tập trung vào sự nghiệp. Nhiều học viên của chúng tôi đã thành công trong sự nghiệp nhờ vào các kỹ năng và sự hỗ trợ từ chương trình của chúng tôi. Bạn có thể là người tiếp theo. Khởi đầu hành trình của bạn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với khóa học miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay. Liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại số 97559784 hoặc 0421484699, email hoặc truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin. ACBNT trao quyền cho cộng đồng của chúng ta, từng kỹ năng một. Cảm ơn bạn đã theo dõi.